Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay quý vị cùng với chúng tôi đến một thành phố nổi tiếng của người Việt, đó là thành phố San Jose, để quý vị cùng với sinh hoạt với một người, đó là ông Ngô Tuấn Kiệt, một trong những giám đốc một hãng tiền ở tại San Jose, và ông đã đầu tư vào cộng đồng với tất cả cái gọi là cái niềm yêu thương, đam mê trong một cái cộng đồng người Việt của chúng ta hiện nay. Quý vị cùng với chúng tôi theo dõi chương trình mỗi tuần một vấn đề hôm nay. Kính thưa quý vị, Lido Sài Gòn TV, chúng tôi đang có mặt tại thành phố New World, một trong những thành phố có nhiều hãng xưởng ở gần thành phố San Jose. Chắc vị đã biết, San Jose là một trong những thành phố có tới 11% người Mỹ gốc Việt hiện đang định cư tại đây. Hôm nay chúng tôi có một cái chương phóng sự đặc biệt để gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh của người Việt sau 45 năm chúng ta định cư tại Hoa Kỳ. Trong một cái thời gian ngắn gần đây thì chắc là quý vị biết đoạn đường của chúng ta ra đi. Khởi đi từ những người di tản vào năm 1975 và sau đó là những người thuyền nhân vượt biên, vượt biển bằng đường thủy, đường bộ đến định cư tại Hoa Kỳ. Và sau làn sóng năm 1990, cũng giống từ năm 1985 thì một số những người con lai đi theo diện gọi là Fatherland. Và đặc biệt sau năm 1990 thì rất nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta ở từ diện Humanitarian Operation, tuy nhiên chúng ta hay gọi tắt là HSO, đi đến định cư tại Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị những người Việt đến định cư ở đây với hai bàn tay trắng, và ngày hôm nay họ đóng một phần quan trọng trong sự việc tạo dựng một đời sống mới tại Hoa Kỳ. Bên cạnh chúng tôi là anh Ngô Tuấn Kiệt và phu nhân của anh. Chắc quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi đến quý vị hình ảnh Thiên Long Sơn, và đó là một trong những hình ảnh mà có thể nói làm cho nhiều người thắc mắc. Vậy thế hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để giới thiệu đến quý vị một trong những công ty có tên là KNTINC. Chắc quý vị biết là người Việt chúng ta ở đây thì rất nhiều người làm cái nghề thợ tiện, và bởi thế đây cũng là một trong những công ty có rất nhiều người Việt làm việc ở đây. Anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi là anh về đây bao lâu rồi? Cái building này em mua năm 2014, em dọn từ ở bên kia qua, tại lúc trước em cúng dường cái building làm chùa, thì em dọn máy qua đây, thì thời đó em mua cũng rẻ. Có bao nhiêu công nhân viên hiện nay đang làm việc cho công ty KNT của anh? Hiện tại thì khoảng 260 mấy người. Thì tự em lay off mấy năm nay, kinh tế Mỹ với Tàu quýnh nhau quá, chứ lúc trước em có khoảng 400. Thế thì ngoài cái công ty KNT ở đây, anh còn có cái cơ sở nào với liên quan đến với tất cả những công nghệ của anh hiện nay đang thực hiện không, thưa anh Ngô Tuấn Kiệt? Dạ thì ngoài chỗ này chính, thì ở ngoài kia còn một chỗ cũng phụ với chỗ này, nhưng mà không có nhiều người bên đó. Nghề này thì nó nghề không có sát sanh, không có bị nghiệp, mà cũng làm nhiều tiền. Cuộc đời của em thích làm đạo, làm đời, nhưng mà này mình cũng phục vụ cho đời, làm về chip. Em là một trong những công ty làm thẳng những cái món hàng trong như Intel, Samsung, hay những cái hãng như Đài Loan, TSMC, mấy cái hãng đó là nó đang xài đồ direct của em. Thì cũng phục vụ cho nhân loại, rồi cũng lấy tiền làm đạo, không có bị nghiệp. Kính thưa quý vị, phu nhân của anh Ngô Tuấn Kiệt đến định cư tại Hoa Kỳ trong làn sóng của những người qua chương trình HO đến vào năm 1991. Thì bây giờ chị với hai anh chị đã gắn liền với nhau một cái thời gian dài như vậy, và chị nghĩ rằng là đến bây giờ thì mọi công việc của chị đã ổn định hết chưa? Gia đình ổn định và con cái gì? Thế thì chị qua đây lúc mấy tuổi? Dạ thưa anh, em qua lúc năm em 15 tuổi rưỡi, cũng gần 16 tuổi. 15 tuổi. Ồ thế thì chị sẽ đi học ở đây? Dạ em bắt đầu học ở đây là lớp 10. Rồi chị học ở trường đại học nào? Dạ em ra trường ở San Jose State University. Oh wow, what kind of major? Dạ em về MIS, Management Information System. Oh wow, bằng cái thưa quý vị, đó là thế hệ của những người đến định cư tại Hoa Kỳ sau năm 1975 qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp ở tại Việt Nam. Chúng tôi cũng được biết chắc anh Kiệt hôm nay em cũng thể chia sẻ về một cuộc đời của anh ra đi đến định cư tại Hoa Kỳ. Thì anh ra đi là một thuyền nhân phải không thưa anh? Dạ em đi vượt biên năm 79. Thì em qua đây em học lớp 7, lớp 8 rồi cũng ra trường về cái nghề cũng không có liên quan cái này mấy, nó cũng là giống nhân kỹ sư vậy. Rồi cái sau đó em mới nhảy ra làm tiện, làm chủ. Tới ngày hôm nay em lập cái hãng là năm 93, thì đó 10.000 đô.
Wow. Cái máy thì tại em quen với nhiều kỹ sư trong mấy hãng lớn á, bạn á. Yeah. Cái nó đưa đồ cho mình làm, rồi cái mình ra mình làm chủ luôn thời đó. Wow. À, thì nhờ bạn bè, chứ ra giàu thì nhờ bạn, sang nhờ vợ. Anh Kiệt, anh gắn bó nhiều với công việc xã hội, đặc biệt là chúng ta có điều kiện gặp em ở Thiên Long Sơn. Thế hỏi chị cái công việc đó như thế nào đối với trong gia đình chị nè? Dạ, thưa chị Lan là ảnh làm về những cái xây dựng trên núi thì nói chung em với gia đình hai bé cũng lên phụ về những việc giống như là trang trí, làm trưng bày hoa quả cũng như là lo về phần nấu ăn, phụ giúp các chị trong bếp lo nấu ăn cho quý đồng hương vào cuối tuần mỗi Chủ nhật. Nên thành ra là công việc tụi em cũng gần từ trong hãng cho đến ra ngoài đời, lên trên núi cũng là có rất là nhiều công việc để làm chung. Nên thành ra là chiếm của tụi em cũng rất là nhiều thời gian để làm chung luôn. Thành ra cũng vậy không có gì giờ vui chung chứ không có ảnh hưởng gì hết. Dạ. Vậy là vui. Thế thì ngoài những cái công việc hàng ngày đồ bình thường vậy thì con cái thì mình lo như thế nào? Dạ, trong tuần thì bé đi học, hai bé đều đi học hết. Và cuối tuần thì em chở hai bé lên trên núi thì hai bé chạy chơi ở ngoài. Rồi em thì làm ở trong khu nhà bếp hoặc là ở trong khu hội trường, ở trên tất cả các điện. Là nói chung gia đình tụi em thì spend time ở trên núi nhiều trong cuối tuần. Dạ. Vậy là cũng sinh hoạt chung với nhau là gia đình rồi vui cả nhà. Cuối tuần là cứ thứ bảy chủ nhật là có tụi em ở trên đó, trên núi hết, trên Thiên Long Sơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phút trao đổi với anh Ngô Tuấn Quyệt và phu nhân của anh hiện nay đang là những người hướng dẫn công ty KNT Inc. tại thành phố New York mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị. Và trong chốc lát chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh sinh hoạt của công ty KNT. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi đời sống của công nhân của công ty anh hiện nay như thế nào? Thì trước tiên là mình không đối xử họ như là anh em con của mình. Cho nên những cái gì mà em làm được hết cho nhân viên thì em cứ làm hết lòng. Nhưng mà nhân viên thì cũng có người dạy người khác. Hãng có cái policy, có luật lệ. Và tiền bạc lương bổng em trả cũng bằng với hãng Mỹ. Bảo hiểm, insurance rồi là đầy đủ hết. Thuốc, men là em lo hết. Không có copay gì hết. Benefit ở đây thì rất là good. Cũng có 401k. Thì một chút anh cứ vô, anh cứ phỏng vấn nhân viên coi nó thương em không. Trong đời em là có hơn 10.000 người qua là làm việc. Thế thưa anh, bao nhiêu là người Mỹ gốc Việt của chúng ta làm việc ở đây nè? Độ khoảng 65%. 65%. Còn nhiều thì cũng đủ người. Mỹ đâu cũng có. Muốn người Mỹ khó mà. Đâu chịu làm nhá châu mình đâu. Nhưng mà tụi nó cũng thương em, cũng làm lâu năm. Kính thưa quý vị, đến bây giờ chúng ta nói đến sinh hoạt ở tại miền Bắc California thì chắc quý vị biết như anh Ngô Tuấn Kiệt vừa trình bày là cái con số của công nhân của hãng anh 65% người Mỹ gốc Việt chúng ta chiếm giữ. Và chúng ta cũng tự hào sau 45 năm người Việt chúng ta cũng đã tự gánh vác và giúp đỡ nhau trong công việc và đặc biệt là đời sống hàng ngày. Chúng tôi, quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những cái hình ảnh đặc biệt hôm nay với công ty KNT, một trong những công ty mà có thể nói là có tầm cỡ ngang hàng với những cái công ty lớn của Hoa Kỳ hiện nay đang chiếm đóng ở thành phố San Jose. Nếu quý vị có điều kiện ghé lại công ty KNT ngày hôm nay thì tọa lạc ở tại con đường Eureka của thành phố New World. Đây là những hình ảnh ở cái phòng đầu tiên mà chúng tôi gặp khi chúng tôi đến làm việc ở tại công ty KNT. Quail, theo lời anh Kiệt thì công ty của anh hiện nay chiếm giữ cái diện tích là bao nhiêu tất cả thưa anh Kiệt? Cái building này là 140.000 square feet. Anh dồn bao nhiêu thời giờ để xây dựng cái công ty này trước khi mà có thể nói nó trở thành như ngày hôm nay? Lúc em mua ở building này á, nó chỉ có 4 cái bức tường thôi. Rồi vô em phải đào móng lên hết. Rồi một tay em phải thiết kế, phải lo xây dựng phòng ốc. Mấy cái phòng này là em thiết kế. Có mình em mà không có ai phụ hết. Rồi lúc đó em mướn construction. Thì máy móc á, mình phải để đúng. Thì nó mới ra khu này, nó mới ra khu này, rồi mới ra shipping. Thì tự một mình em vẽ ra, mình em làm. Rồi em layout ra hết phòng nào ở phòng nào. Thì cái xây dựng khoảng một năm. Lúc đó em mới dời mấy cái máy của hãng cũ qua đây. Tốn khoảng 7 triệu.
Thế thưa anh Ngô Tuấn Kiệt, anh có nghĩ rằng, tại tôi thấy anh nói rất nhiều về vấn đề tâm linh, anh nghĩ ngoài hai cái bàn tay của anh, ngoài cái trí tuệ của anh nghĩ có ai đứng vô hình nào đó giúp anh để có những cái sự việc mà anh có được ngày hôm nay không thưa? Đời với đạo cũng như nước với lửa. Bên đó thì mình phải cut corner, rồi phải ăn hiếp nhân viên, rồi nó mới ra lời, mới bỏ vô túi mình. Một bên đó thì bỏ ra, nó rất là khó ba lần. Với cái lương tâm mình nó cảm thấy mà để cho công bằng với nhân viên và một sự gọi là mình thấy cho ra mà vui á, thì cũng hơi khó. Nhưng mà em try, cho nên cuối cùng em không có dám xài nhiều. Có nhiều cho nhân viên lên lương, thằng nào đúng ngày đúng giờ lên lương, chứ đừng có kiểu spoil thì em không thích. Nhưng mà anh Kiệt, rõ ràng vậy. Cuộc sống không bao giờ nó bình thường, nó phẳng lặng như cái cuộc gọi là tất cả những sự gì nó cũng có dao động. Thế trong cái khoảng thời gian gắn liền với công việc của anh, có lúc nào anh cảm thấy ồ khó khăn quá, rất là khó khăn cho anh, cá nhân anh, cho tất cả những người chung quanh anh, và có khi nào anh cảm thấy rằng oh wow, we have tried to do it, anh có khi nào anh vượt qua những cái khó khăn gì? Khi nào khó khăn chừng nào thì mình học hỏi từ cái khó khăn. Thì cái khó khăn nhất là khi mà kinh tế xuống. Cái đau lòng nhất là khi mà nhìn thấy nhân viên mình bị lay off. Mình không muốn, nhưng mà khi mà không có đủ đồ á, thì mà giữ lại những số lượng người làm việc hăng say á, là một số người phải tạm ở nhà. Thì cái đó là cái đau lòng nhất trong cuộc đời em thôi. Ngoài ra em không có sợ gì hết. Building em cũng làm chủ, máy em cũng mua trả off hết. Có đồ làm thì mình sống, và không có mình cũng vẫn sống, mà sống chật một chút. Không có đến nỗi mà lỗ là được rồi. Em hãng không có lỗ hẳn tiện đâu, không có lỗ. Máy mình là chủ, building của mình là chủ, rồi có đồ nhiều thì mình lời nhiều, có đồ ít mình lời ít. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.